Trong phần báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật giá sửa đổi, ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung gạo nếp, các loại thịt, trứng, rau củ, dầu ăn, mì gói, các loại gia vị nấu ăn vào danh mục bình ổn giá. Trên cơ sở đánh giá tính thiết yếu và khả năng cung cầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy các mặt hàng này có tính chất thị trường rất cao, gắn với quyền chủ động của các doanh nghiệp. Riêng thịt lợn là mặt hàng có nhu cầu lớn, cơ bản thiết yếu đối với người dân và nếu gặp sự cố về dịch bệnh, về cung ứng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Do vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, xin bổ sung thịt lợn vào danh mục các mặt hàng khác sẽ thực hiện bình ổn trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 18 của dự thảo luật. Thưa quý vị, sau phiên tăng giá đột biến hôm qua, thị trường lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp đà tăng từ 1 tới 3 ngàn đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay không đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng từ 57 đến 60 nghìn đồng một kg. Trong khi khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi một vài địa phương tăng 1.000 đồng một kg. Nghệ An và Lâm Đồng cùng giá 59 nghìn đồng một kg. Thanh Hóa giá lợn hơi 60 nghìn đồng một kg, cao nhất khu vực. Tại thị trường phía Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg và dao động trong khoảng từ 56 đến 61.000 đồng 1 kg. Sau khi tăng một giá, lợn hơi tại hai tỉnh Đồng Tháp và Bạc Liêu được giao dịch ở mức 58.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng và Trà Vinh lần lượt tăng 2.000 đồng 1 kg và 3.000 đồng 1 kg, cùng lên mốc 60.000 đồng 1 kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Đồng Nai, Vũng Tàu và Hậu Giang. Long An, giá lợn hơi cao nhất cả nước, 60.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại trong khoảng từ 56 đến 59.000 đồng 1 kg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định trong bối cảnh mới, ngành nông nghiệp cần chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trong đó, chiến lược phát triển phải phát huy lợi thế vùng miền, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Đặc biệt, các cơ chế chính sách cần được xây dựng sát với tình hình thực tế gắn với nhu cầu thị trường. Vâng, thưa quý vị, nhằm tăng tính phản biện trong các cơ chế chính sách, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đã có buổi làm việc với Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về công tác phối hợp trong thời gian tới. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Đây là buổi lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi được Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức vào tháng 3 vừa qua. Hội nghị đã tập hợp được nhiều ý kiến có giá trị liên quan tới những vấn đề sát sườn, tác động trực tiếp tới đời sống của hàng chục triệu nông dân Việt Nam. Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quy chế hoạt động. Với 85% hội viên là những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao ở đa lĩnh vực, hội đã tích cực chủ động tham gia phản biện, tư vấn, rà soát giúp tăng cường tính hiệu quả thực tiễn của cơ chế chính sách ngành nông nghiệp nông thôn thời gian qua. Một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tôn chỉ mục đích đã xác định, đấy là thúc đẩy cái phát triển nền kinh tế thị trường, trong đó trước hết và quan trọng trong cái giai đoạn này đấy là vấn đề về giải quyết thị trường thương mại không chỉ trong nước và quốc tế. Tại buổi làm việc về công tác phối hợp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định nông nghiệp trong bối cảnh mới có nhiều điểm nghẽn. Điều này đòi hỏi các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách cần được thể hiện bằng hành động cụ thể. Trong thời gian tới, Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cần bám sát nội dung chuyên đề của Bộ để tăng cường tính hoạt động và hiệu quả. Cuộc trồng trọt là mùa vụ sản xuất từ đây đến cho đến tháng 6 là 11 triệu tấn rau củ quả. Và tháng 6 là 7 triệu tấn. Nhưng bây giờ nó nằm ở đâu? Nó đâu rồi? Và ở dưới đất hứa cái gì thì không ai biết. Đó, chỉ được thông báo gì thôi. Cho nên nếu hồi nãy nói cái việc mà bên đó cũng có truyền thông có chuyện giờ kết nối như thế nào để ở dưới cũng biết được và trên thì cũng biết được. Đó, nó rất cần. Sắp tới, Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ cùng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn xây dựng chương trình đào tạo về kinh tế tập thể cho cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp xã. Trong bối cảnh luật hợp tác xã sửa đổi mới sắp được thông qua, việc đội ngũ cán bộ hợp tác xã được nâng cao năng lực điều hành quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể.
Thưa quý vị, trên mạng xã hội gần đây đang lan truyền hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kèm mã QR có link website với nội dung chứng nhận mã số đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc. Nhưng theo thông tin từ Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam, SPS Việt Nam, hiện đơn vị này chưa nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký này. Do đó, đây là mẫu giả mạo, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý. Căn cứ lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và công hàm 353 ngày 27 tháng 9 năm 2021 của GACC. GACC là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vào Trung Quốc. Mọi thông tin liên quan đến chứng nhận đăng ký xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc đều phải thông qua GACC. Sau khi được GACC phê duyệt, sẽ công bố chính thức. Đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản nước ngoài, xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc, đăng ký trên hệ thống app.singlewindow.cn. Kết quả đăng ký được công bố tại website này và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với mã số được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu. Ngoài ra, với doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của vụ kiểm dịch động thực vật GACC, kết quả đăng ký được công bố tại website gzs.customs.gov.cn và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Đối với doanh nghiệp thương mại, kết quả đăng ký được công bố tại website ire.customs.gov.cn. Tất cả những mẫu giấy chứng nhận không được cấp tại những website và đơn vị cấp kể trên đều là giả mạo, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Thời điểm hiện tại, thị trường Trung Quốc đã trồng rất nhiều sầu riêng, đầu ra cho loại quả này tại Trung Quốc lại đang gặp cạnh tranh lớn. Không lâu nữa, sầu riêng Việt vào thị trường sẽ ngày càng khó. Vậy nên mới đây, các nhà chức trách đang tìm kiếm thị trường mới, chuyển hướng sang xúc tiến và kết nối với các doanh nghiệp Ấn Độ. Mới đây, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Truyền thông Quốc tế IMRIC, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi kết nối tiêu thụ hàng giữa doanh nghiệp hai nước. Viện IMRIC đã làm cầu nối cho hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng đến thị trường Ấn Độ, mở đường cho một số mặt hàng nông sản, trái cây, trong đó có trái sầu riêng. Sau đây là thông tin giá cả của một số loại trái cây trong ngày hôm nay. Hiện tại các địa phương như Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ ghi nhận giá mít giảm sâu trong những ngày vừa qua. Thương lái thu mua mít Thái và bán chỉ để cầm chừng, giữ mối. Cụ thể, mít nhất hôm nay là 12.000 đồng 1 kg, mít nhì là 9.000 đồng 1 kg, mít kem lớn là 9.000 đồng 1 kg. Thị trường tiêu dùng ghi nhận giá một số loại trái cây tăng đột biến như mãng cầu xiêm và măng cụt sống. Theo đó, giá mãng cầu gai hay còn gọi là mãng cầu xiêm tại vườn tăng đột biến từ 17 đến 18.000 đồng 1 kg, lên từ 45 đến 50.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ lên tới 70.000 đồng 1 kg. Ngoài mãng cầu xiêm thì giá măng cụt cũng tăng cao ngất ngưỡng. Cụ thể, măng cụt chín hái tại vườn khoảng từ 50 đến 70.000 đồng 1 kg, măng cụt xanh có khi lên đến từ 80 đến 90.000 đồng 1 kg. Măng cụt sơ chế có giá từ 350 đến 500.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân của việc này là do độ phủ sóng của hot trend trà mãng cầu và gỏi gà măng cụt trong giới trẻ khiến nhu cầu thu mua hai loại quả này tăng cao.